Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay xin phép là lên xả thanh lý sập sàn cho nhà mình luôn. Rất là nhiều các mã mặt hàng anh em nhớ, giá rẻ bèo luôn anh em ạ. Giá rẻ bèo, mỗi mã số lượng không có nhiều, nên là anh em nào có nhu cầu có thể nhanh tay giúp em nhớ. Đời đầu tiên lên cho em này, lên cho em là cái máy mài có điều tốc, hàng công tắc bóp cò luôn anh em ạ. Công suất lên đến là 900W luôn. Hàng công ty, hàng Hukan, mã Hukan 1058 cho em nhớ. Thanh lý giá sập sàn cho anh em luôn, 390.000 cho em, bao phí ship này. Đầy đủ luôn anh em nhé, đầy đủ. Một bộ sản phẩm hàng mới anh em nhận được, dụng cụ chắn, tay mở và tay cầm phụ luôn anh em này. Đây, đầy đủ phụ kiện luôn, giá có 390.000 thôi, bao phí ship, hàng công ty, hàng chính hãng anh em ạ. Mà giá đợt này thì sale rẻ sập sàn thôi. Các mã sản phẩm em còn rất là ít, nên là anh em nào có nhu cầu cứ nhanh tay luôn ạ. Hoặc tiếp lên cho em là cái cò dùng máy không than. Cò dùng máy không than anh em nhớ. Anh em nào mà dùng máy khoan, các bác dùng máy khoan hàng động cơ brulette không chổi than này. Đói bu lông chuyên vít 13 ly lên cho em. Cò điều tốc cho em, giá 50.000 này. Tiếp là cái đầu chuyển vít này. Chuyển vít này. Chuyển vít các bác gắn đầu bu lông, gắn vào những con đầu bu lông á, các bác có thể lên cho em. Đầu chuyển vít giá 20.000 cho em. Và đầu chuyển khoan, đầu chuyển khoan anh gắn từ bu lông sang khoan 13 ly, các bác muốn khoan để cho nó đa di năng, đấy, không muốn sắm nhiều máy, các bác dùng phụ kiện cho em. Rồi cái đầu chuyển khoan như này, một khớp nối và một đầu băng danh. Đấy, giá 70.000 cho em, 70.000 cho em các bác nhé. Thực sự ra thì rất là tiện lợi, những cái phụ kiện này anh em làm máy, anh em nào cũng rất là cần thiết luôn. Nó tiếp lên cho em này, đợt này bếp ga, ôi, đây, nhà em là chuyên này, nhà em như ở những cửa hàng nhà em làm chuyên này, bán rất là nhiều những cái bếp ga, thường thường là Tết nhất tới nơi rồi. Tầm này anh em nào thực sự thì các bác đi thuê rất là bất tiện, anh em cứ sắm ở nhà mình dùng nhiều chứ các bác dùng hàng năm này, đun nấu các kiểu từ đun nước rồi là nhà mà có khách 2-3 mâm cỗ lên bếp ga công nghiệp đun cho nó nhanh, không phải trông chờ thì mỗi bếp ga nấu nướng này. Đây, bếp mới 100% luôn anh em nhé. Trời ơi, hàng này là giá rẻ. Đợt này thanh lý sập sàn luôn anh em ạ. Thanh lý sập sàn cho nó rộng kho. Đây, lên cho em có hai mã này. Hai mã cho em này, một mã là bếp ga 5BG, con này là mã 5BG này. Đây, có nhìn này, họng cực kỳ là to. Họng máy cực kỳ là to luôn nhá. Lửa rất là khỏe. Con này combo luôn cho anh em này. Thực sự ra thì đã bán bếp thì sẽ có luôn cả van dây đây. Bếp đầy đủ, bếp như thế này này, van này, dây này, đấy, cắt đầy đủ cho anh em về các bác. Các bác đấu, các bác nối vào là anh em về các bác lắp ga, các bác đun gọi thoải mái tẹt ga luôn cho em rồi. Rồi, bếp lên cho em này. Bếp ga công nghiệp loại 5B. 5B cho mã 5B nhá. 700.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc tới tận nhà các bác luôn. Các bác cứ ra ngoài cửa hàng em mua bình thường, các bác mua ra ngoài cửa hàng mua tầm 900 1 triệu hơn em không nói thực sự luôn. Ngày hôm nay này, mã 5B bán luôn cho anh em nhà mình 700.000 bao phí ship này. Đây còn tiếp này, mã 6A. Mã 6A con này nghe nhìn nó chắc chắn hơn này. Chắc chắn là nó khỏe hơn. Hàng Gardoful. Gardoful anh em nhé, mã 6A có đầy đủ luôn cho anh em, tặng dây, tặng van công nghiệp cho anh em. Đun bếp ga công nghiệp cho nó sướng các bác ơi. Tầm này gần Tết tới nơi rồi, và tầm này tầm cuối năm anh em đun nấu nhiều lên cho em, gia đình rất là cần thiết luôn. Và bên em đã miễn ship tới tận nhà rồi, anh em về anh em lắp đây, các bác lắp vào cho em này, và các bác lắp vào bình ga, thế là anh em đun được luôn. Giá mã này là mã 6A nhé, con này là mã Gardoful mã 6A, 750.000 miễn phí ship cho anh em luôn. Anh em nhận hàng anh em được kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Rồi tiếp lên nốt này cho em này, bơm xe đạp, bơm xe máy, đỡ phải ra ngoài quán bơm làm chi cho mất công mất tiền. Lên cho em một cái về nhà, về anh em đụa về các bác, gọi các bác bơm biết thoải mái luôn. Đây có cả mấy cái đầu đi kèm luôn này anh em này. Bơm bóng, bơm lèo, chẳng hạn như con nhỏ nhà mình mà muốn gọi là tắm rửa ở nhà cho nó tiện dụng ấy, lên bơm lèo cho em, bơm bóng cho các cháu chơi này. Rồi, con này thì là bơm một piston hay gọi là bơm một lòng, tối đa là 100 PC và bơm tối đa là 7 kg cho em, xe máy, xe đạp vô tư.
bơm lều bơm bóng 170.000 thôi. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn này. Tiếp cưa gập top này, cưa gập cho anh em. Cưa gập cho anh em cưa cây tỉa cành nhỏ ở nhà, cưa cành nhỏ trong gia đình nhà mình, tiện lợi đa di năng luôn thôi. Chẳng hạn như các cô, các bà này, các bác tỉa cành, tỉa cây này. Đây, anh em đi gọi là đi các kiểu rất là tiện lợi, picnic này, camping này, đấy. Tiện lợi cho em luôn, chốt giữ an toàn. Chốt giữ thì siêu an toàn rồi anh em ạ. Đây này, trời ơi. Wow. Chốt giữ siêu an toàn luôn rồi anh em ạ. Ngon không các bác? Giá 80.000 cho em nhé. 80k cho em, 80.000 cho em, tiện lợi này. Rồi tiếp lên cho em này. Một cái bộ lục giác, bộ lục giác bi. Bộ lục giác bi này, thường thường là em chuyên gia em lấy bộ này ra để em gọi là mở pin anh em ạ, mở pin. Bộ 9 đầu như thế này, giá có 70.000 thôi. 70.000 thôi anh em ạ. Hoặc anh em nào ở nhà mà các bác gọi là có pin sẵn rồi, có pin sẵn rồi mà các bác muốn tiết kiệm chi phí giá thành, anh em lấy thân máy cho em. Lấy thân máy khoan đầu kẹp 13 ly. Khoan đầu kẹp 13 ly thì là cái con máy mà nó tiện lợi và nó đa di năng. Tiện lợi mà đa di năng bởi vì là nó xài rất là nhiều công việc. Từ máy khoan, từ gọi là các bác bắn vít tôn, rồi là các bác khoan sắt, khoan gỗ. Và có cả chức năng búa hỗ trợ anh em khoan tường luôn cho em. Chân pin là chân pin 4 phân. Thanh lý sập sàn luôn anh em ạ. Bình thường bán là 650 một thân máy. Thì ngày hôm nay với con thân máy đầu kẹp 13 ly hàng 3 chức năng của Makita hoặc Đều Át hàng Trung Quốc này, fake loại 1 anh em ơi, giá thanh lý 600.000, bao phí vận chuyển toàn quốc nha. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng cho em. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán anh em ạ. Hoặc anh em nào mà có pin rồi, muốn gọi là mài cắt các kiểu cho nó tiện lợi, nó đa di năng, pin dòng xả cao rồi thì lên cho em những thân mài. Lên cho em những cái con thân mài như thế này. Thân mài này thì số lượng cũng không còn nhiều. Mã thân mài này số lượng không còn nhiều. Hàng thiết kế cao cấp, chống trơn trượt khi anh em sử dụng anh em nhớ. Nhìn nó khác với một số mã trên thị trường các bác mua. Đấy các bác cứ nhìn rõ, nhìn kỹ giúp em là anh em biết. Thì con này của nó công tắc là công tắc bóp cò rồi. 3 tốc độ anh em điều chỉnh nhân thân cho em. Motor Brulette, motor Brulette không chổi than cho em nhớ. Có đầy đủ dụng cụ chắn này, tay mở và tay cầm phụ luôn anh em ơi. Giá thân máy 450.000, bao phí vận chuyển luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nhá. Rồi đây, tiếp lên cái bộ lam xích cưa cây tỉa cành. Anh em nào mà đã có những cái gục gọi là những máy mài điện hàng chỉnh tốc rồi thì con này được quá là chuẩn luôn. Còn bộ lam xích thì quá là chuẩn luôn rồi. Lam xích, lưỡi lam đây. Đây đầy đủ phụ kiện này. Xích này, tay cầm này, tra dầu tự động này. Đây, lam thì dài 34 phân. Dài 34 phân luôn cho em. Một bộ này là bộ 12 inch anh em nhé. Giá 180.000, bao phí vận chuyển toàn quốc luôn này. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng này. Tiếp lên cho em, tiếp lên cho em là cái Ampekim. Ampekim đồng hồ kẹp dòng 3266TD hoặc GTI. Các bác đo nguồn điện, anh em đo tụ, đo vôn các kiểu luôn cho em này. Có một que đo nhiệt độ và một que đo thông mạch cho em luôn. Giá tới tay các bác nhà mình 280.000, bao phí ship cho em. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước khi tỏa này. Tiếp lên cho em là một cái bộ khẩu. Bộ khẩu 10 chi tiết hàng của Hukan. Khẩu dài là khẩu dài 8 phân luôn anh em nhé. Khẩu dài 8 phân làm bằng thép CRV. Có cả lỗ chốt để các bác giữ chốt luôn anh em ạ. Rồi, khẩu dài như này thì các bác sẽ sợ không bị cấn vào đầu máy. Sợ không bị cấn vào đầu máy khi anh em sử dụng sẽ không bị chảy xước cái đầu bu lông anh em ạ. Giá có 250 thôi. Ngày hôm nay em bao phí ship luôn nhé. Nhận hàng em kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Đây là tiếp này. Một số cái thân quạt, thân đèn. Thân quạt, thân đèn từ đầu vụ giờ em bán cực kỳ nhiều rồi. Trời ơi, hàng quá thì bán dã man quá trời luôn. Đợt này phía công ty, đợt này phía nhà máy sản xuất gọi là cung vượt quá cầu, cung cấp ra thị trường vượt quá cái nhu cầu của khách hàng. Đâm ra là giảm giá sập sàn luôn. Giảm giá sập sàn em cũng gọi thanh lý nốt theo luôn em nhé. Thanh lý để thu hồi vốn thôi. Thân đèn như thế này, con này là 16 bóng led siêu sáng luôn. Các bác nào mà ở nhà cứ có cục pin chân phổ thông rồi,
Rồi, có cụ pin chân phổ thông như này, anh em chuyển cho em thân này. Chuyển cho em cái thân này như này. Thông thường anh em nào chẳng có pin, anh em nào đi làm công trình chẳng có. Rồi. Nhìn rõ giúp em, sáng lắm cơ. Sáng lắm cơ. Một số cửa hàng họ bán là không có, gọi là các bác phải trả ship này kia. Thôi anh em ơi, đã bán đã sell sập sàn mà cũng miễn ship cho anh em luôn. Giá 180.000 bao phí ship cho anh em luôn, chân pin phổ thông nhá. Anh em nhận hàng và kiểm tra hàng cho em trước thanh toán này. Rồi thân quạt thời tiết này thì trời ơi, miền Bắc mùa thu mà cứ tưởng là mùa hè. Nóng lắm quá trời luôn các bác ạ. Mùa thu mà cứ tưởng là mùa hè luôn. Nóng dã man. Thân quạt cho em con này, đường kính của nó, cánh quạt 19-20 phân, bao lồng ngoài là 22-23 phân. Con này kích thước chuẩn của nó là 8 inch anh em nhớ, là hàng phổ thông luôn anh em ạ. Chân pin phổ thông, chân Makita rồi. Mùa này nóng bức thế này, các bác làm đồng làm đêm hay anh em làm điều hòa làm trên cao này, không dòng bực dây điện thì có mà chết nóng luôn. Lên cho em cái này, nó tiện lợi và đa chức năng anh em ạ. Mát lắm luôn. Pin 10 cell anh em dùng liên tục được 4-5 tiếng. 15 cell các bác dùng liên tục được hơn chục tiếng cho em. Trời ơi, như thế là gọi quá ok rồi anh em ơi, quá ok luôn. Thân quạt như thế này, thanh lý cell xả nốt 250 bao phí ship này. Đặc biệt ngày hôm nay anh em nào mà combo luôn thì em cũng sell luôn cho anh em luôn. Anh em yêu quý bên em thì bên em cũng rất là yêu quý khách hàng. Sell luôn một thân quạt, một thân đèn. Trước con này riêng thân quạt thân đèn trước cũng phải 500, 480, 450. Ở đây nhà máy gọi là họ bán sản xuất ra quá nhiều, đâm ra là giá giảm được một chút. Ngày hôm nay cũng thanh lý nốt nữa một chút xíu. Thế là gọi là các anh em có đồ, các bác mua được đồ rẻ anh em dùng. Đây, thân quạt 250, thân đèn 180. Combo cả thân quạt, cả thân quạt, cả thân đèn tính cho anh em 400.000. Bao phí ship luôn nha. Em là em miễn ship cho anh em luôn, không phải lăn tăn vấn đề ship luôn. Miễn ship toàn quốc cho các bác nhà mình luôn. Tiện lợi và đa chức năng lắm anh em ạ. Anh em nào mà muốn dùng ở đây được ngày này có hai mã này thì thanh lý thì gọi là sập sàn luôn. Gọi là bao nhiêu hết bấy nhiêu. Đợt này công ty gọi giá thì quá là bèo luôn. Giá là giá thu hồi vốn anh em ạ. Giá thu hồi vốn hiện tại mới có giá này, chứ bình thường lấy đâu ra cái giá này các bác. Bộ sản phẩm bu lông Hitachi này, chân pin là chân pin phổ thông. Chân pin này phổ thông là các bác có thể lắp thân quạt, thân đèn được rồi. Tiện lợi chưa? Các bác mua một bộ thế này, các bác lắp thân quạt, thân đèn này. Đây, anh em lắp thân gì cũng được. Đấy, tiện lợi và đa tính năng lắm anh em ơi. Một bộ bu lông Hitachi như thế này, thực sự ra em còn đúng là 3 thùng thôi. 3 thùng là 15 con. Bu lông đầu rỗng anh em vừa siết ốc, vừa bắn vít, bắn tô được luôn cho em nhé. Bu lông đầu rỗng, con này lực siết của nó 330. Rồi, motor từ không chổi than. Hàng động cơ không chổi than, hàng Trung Quốc loại 1 cho em. Hitachi bu lông, một thân máy. Hai pin 10 cell, một sạc, một hộp đựng. Giá tới tay anh em 700.000. 700.000 là bao phí ship. Bình thường các bác mua thân máy phải tầm 400 mấy rồi. Rồi hai cái pin nữa, combo vào để gọi là thu hồi vốn thôi. 700.000 bao phí ship cho em này. Hoặc anh em nào mà dùng các bác mà để khoan nhiều, các bác gọi là khoan sắt, khoan gỗ, rồi bắn vít, bắn tôn nhiều. Anh em không muốn dùng bu lông, anh em lên cho em những con đầu kẹp 13 ly. Lên cho em mã đầu kẹp 13 ly anh em nhé. Bộ này thì hiện tại là mỗi mã sản phẩm là em còn khoảng là 2-3 thùng thôi. Có nghĩa là mỗi mã còn khoảng 10-15 con thôi. Nên là giá cực kỳ là rẻ, cực kỳ là bèo luôn anh em nhé. Khoan đầu kẹp 13 ly Makita. Khoan 3 chức năng anh em ơi. Anh em vừa bắn vít, bắn tôn, vừa khoan sắt, khoan gỗ và búa hỗ trợ anh em khoan tường được luôn nhá. Đầu kẹp 13 ly 3 chức năng. Một bộ sản phẩm như thế này, giá thanh lý, hiện tại giá thanh lý cho anh em 950.000. Mỗi mã không còn nhiều. Bộ 13 ly Makita này thanh lý nốt luôn 950, bao phí ship cho anh em luôn. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra hàng cho em trước khi toán anh em nhá. Giá cực kỳ là bèo luôn này. Tiếp lên cho em này, tiếp lên cho em là cái bộ hàn ống nhiệt, máy hàn ống nhiệt, hàn tự động anh em ơi. 380.000, bao phí ship này. Đợt này thì còn mỗi mã sản phẩm thì còn không được nhiều. Mỗi mã còn khoảng vài cái thôi, vài con thôi. Nên là giá thì nó hơi, gọi là nó hơi bèo, nó hơi rẻ, nó quá rẻ, không phải hơi rẻ mà quá rẻ anh em ạ.
giá quá là bèo bọt luôn anh em ơi. 380 này, tiếp lên này. Tiếp lên cho em con khoan đầu kẹp 13 ly Kenmax này. Kenmax mà Makute này. Rồi, hàng tập đoàn TNT. Con này công suất 710W cho em luôn, xoay núm điều chỉnh tốc độ gạt đảo chiều này. Motor đồng 100%, vòng tua từ 0 đến 2.800 vòng một phút cho em. Con này còn khoảng 24 con. 1, 2, 3, 4. Bán 540 ngàn. 540 ngàn cho em anh em ơi. Miễn phí ship luôn. Anh em nhận hàng và kiểm tra hàng cho em. Con này có cả một cái tay cầm phụ đi kèm nhá. Có cả một tay cầm phụ đi kèm luôn. Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em luôn. Anh em làm nhiều làm ít, làm vô tư thoải mái luôn cho em. Rồi lên cho em một lô đi. Một lô con này là con một lô pin 15 cell hàng của Hukan. Lô pin 15 cell hàng của Hukan anh em ơi, chân pin phổ thông. Anh em nào muốn khoan mài cắt bê tông, các bác muốn dùng dung lượng con chuyên vít 13 ly mà dung lượng lên gấp 2 gấp 3 lần thì lên cho em những dòng pin 15 cell. Pin 15 cell của Hukan, chân pin phổ thông chân 4 phân này. Con này các bác vừa sạc được cái sạc gài, anh em vừa sạc được sạc kim luôn. Giá 500 ngàn cho em. 500 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc này. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng đầy đủ cho em trước khi thanh toán anh em nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng đầy đủ thoải mái vô tư cho em. Thoải mái vô tư tẹt ga cho em anh ơi. Rồi anh em tiếp lên cho em này. Rồi tiếp lên cho em là cái con máy á, máy hàn. Máy hàn ARC200F này. Công nghệ IGBT, công nghệ mới nhất, công nghệ hiện đại nhất. Em nói không với hàng rẻ, nói không với giờ hàng rẻ, hàng trôi nổi. Đây lên cho em hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm luôn. Hàng Kenmax anh em nhớ. Có dây kìm hàn, có dây kẹp mát, có búa gõ xỉ máu hàn cho chắn mắt. Nói chung là combo đầy đủ. Về anh em chỉ cần mua que hàn ở Bắc Hàn được luôn này. 20 đến 200A, một nút báo quá tải nhiệt, một nút báo nguồn. Công nghệ IGBT, công nghệ hiện đại nhất luôn anh em nhớ. Con này thì đường kính của nó này, dài 23 phân, rộng 10 phân và cao 15 phân. Công nghệ IGBT, chuyên hàn que 1 ly 6 đến 3 ly 2. Anh em hàn liên tục thì kéo que 2 ly rưỡi, kéo liên tục thoải mái cho em nhé. Giá cho em 950 ngàn. 950 ngàn bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng thoải mái này. Đây, phụ kiện thì đầy đủ luôn anh em nhé. 950 bao phí ship này. Tiếp lên cho em này. Tiếp lên cho em con, em còn một cái con rửa xe. Rửa xe THC. Con này là hàng có chỉnh áp anh em nhớ. Hàng có chỉnh áp như vậy. Con này 10 lít một phút này. Nói chung là còn ít lắm. Còn một, không biết còn một con hay hai con ấy. Hàng mới 100%. Bình thường con này như 1 triệu 7 hay phải. 1 triệu 7 hay 1 triệu 6. Ngày hôm nay thanh lý nốt cho anh em nhớ. 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi anh em sở hữu luôn con máy gọi là rửa xe cực kỳ là ngon luôn. 1 triệu 500 ngàn. Em là em bao luôn phí ship cho anh em luôn. Nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ nhanh tay cho bên em. Hoan hỉ luôn anh em ạ. Hoan hỉ luôn này. Rồi tiếp lên này. Đá cắt này. Anh em ở nhà không mua đá ngon. Ở nhà thường thường các cửa hàng kim khí họ bán. Thường thường họ nhập đá rẻ nhất để bán cho anh em. Họ nhập đá họ nhập đá cá thôi. Đây nhà em đá diamond này. Rồi diamond cho anh em. Cắt bao cắt cho anh em. Không sợ bị hao mòn đá. Rất ít hao mòn. 5.000 một viên cho em anh nhé. 5.000 một viên. Còn cái này là con mấy túi ấy. Một hộp này là 100 viên. Một hộp này là 100 viên anh em ạ. Một túi này. Combo này. Túi 25 viên thế này. Giá 100 ngàn. Đây. Wow. Đấy. Có đồ anh em sử dụng luôn. Tiện lợi anh em ạ. Thông thường anh em cứ mua một túi cho em. Về anh em dùng nhiều mà. Rồi. Còn các bác nào mà ở gia đình thôi muốn lẻ lẻ một hai cái em cũng có bán luôn cho anh em nhé. Tiếp lên cho em này. Bộ khẩu 12 món, có cần tự động, có tay nối dài 10 khẩu. Thế này, từ 8 đến 24, đầu 1/2, giá thanh lý 200 ngàn. 200 ngàn em bao ship luôn á. 200 ngàn em bao phí ship cho anh em luôn. Nhận hàng em kiểm tra đầy đủ này. Đây tiếp lên này, ổ cắm phích cắm, ổ cắm đúc chống vỡ chịu tải phích cắm này. Phích cắm cho em có báo đèn, giá là 20 ngàn. Ổ cắm 3 lỗ có báo đèn luôn. Giá cũng là 45 ngàn cho em nhé. Giá là 45 ngàn cho em. Cực kỳ là tiện lợi luôn anh em ạ. Anh em lên nốt cho em này. Rồi. Tiếp này. Con này còn khoảng 2 con.
khoảng 2 con thanh lý rồi mà vẫn còn. Thanh lý mãi mà vẫn còn anh em ạ. Thân cư kiếm xài trên pin phổ thông. Có, ôi, đây có tặng sạc luôn anh em ơi, có tặng sạc luôn. Có lưỡi cưa này, lưỡi cưa 4 lưỡi đi kèm này. Tặng hộp đựng luôn. Thân máy thanh lý 450.000 cho em. Bao phí vận chuyển toàn quốc luôn. Nhận hàng anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái này. Rồi, sạc nhanh. Sạc nhanh của Akuza anh em ơi. Sạc nhanh của Akuza. Trời ơi, con này tự dưng thấy có sót là còn mấy con này. Mấy con ở ngoài đây. Sạc nhanh Akuza. Rồi. Sạc nhanh cho anh em luôn anh em nhá. Bồ ở 230.000 cho em, 230.000. Bao phí ship luôn. Rất là nhiều mã sale xả giá thanh lý sập sàn anh em ạ. Từ vài chục nghìn cũng có rồi. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mã hàng nào, alo trực tiếp với em. Alo trực tiếp bởi vì số lượng các mã không còn nhiều, các bác alo trực tiếp. Thì bên em sẽ có người tư vấn chốt đơn cho anh em. Anh em gọi điện bên em gọi là khi là đang bốc hàng không nghe được máy, các bác cứ nhắn tin Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp thì bên em cầm điện thoại bên em sẽ alo tư vấn gọi điện chốt đơn lại cho anh em nhé. Anh em quan tâm anh em thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông để cập nhật được những video mới nhất anh em nhé. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả các anh ạ.